thưa quý vị sáng nay ngày 22 tháng 3 quyện Cần Duộc tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đại tá Trần Đình Hưng phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh đến dự. Năm 2022, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn quyện Cần Duộc được sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, các cấp, góp phần để quyện giao quân đảm bảo đạt chất lượng, an toàn, tiết kiệm, đúng luật Nghĩa vụ Quân sự và hoàn thành chỉ tiêu trên giao. Năm 2022, quyện có 200 công dân thực hiện Nghĩa vụ Quân sự, trong đó có 22 công dân có trình độ đại học, 51 cao đẳng, 20 trung cấp, có 7 đảng viên, 100% công dân tình nguyện nhập ngũ tổ chức lễ giao nhận quân nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao cho các đơn vị nhận quân. Dịp này, Quỹ ban nhân dân quyện tặng giấy khen cho 4 tập thể và 25 cá nhân và 4 gia đình tiêu biểu trong phong trào thi đua thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.